Xin chào tất cả các anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thánh Chọc. Đánh dấu con số 200 tròn trĩnh, One và Murata đã show ra con hàng thực thể gót cho bản thân thiên hạ được fan trầm trồ. Cùng với đó, cuộc đời của vua không nhà cũng bay màu theo khi gót thể hiện khả năng thu hồi cả sức mạnh lẫn sự sống. Bang đã gục nhưng ông đã đạt được mục đích của mình là giúp Garo lấy lại bản ngã sau khi làm vỡ lớp mặt nạ của Garo. Mặt khác, quốc trưởng nôn mửa bị thu hút bởi trận chiến và đã có mặt để tìm cách trả thù Bang. Quả thực, trong 2-3 chapter gần đây, Murata đã giúp các fan được no nê con mắt với những màn combat mãn nhãn. Vậy, mọi diễn biến trong chap 201 này sẽ ra sao? Mời anh em đến với video bình luận bựa chap 201 với tựa đề Ultimate của Đấng. Mở đầu chap 201, chúng ta được quay trở về với chiến trường của King và phần còn lại của thế giới. Hành động khoanh tay đứng nhìn đời bằng nửa con mắt của King đã khiến cho tinh trùng vàng phải điên tiết. Vì như thế chẳng khác nào King coi hắn chỉ là thằng đầu bò rẻ rách. Hắn đã quyết định gom toàn bộ vốn tự có để chơi quả tất tay với King. Sau quá trình hợp thể dài đằng đặc như màn biến hình của thủy thủ mặt trăng, cuối cùng thì tinh trùng bạch kim cũng hoàn tất quá trình biến thân thực sự ở trạng thái Gear 4. Đánh giá tổng thể, có vẻ như ngoại hình của hắn đã thay đổi một chút so với chép 199, nhưng điều đó không quan trọng. Cơ bản cơ thể của hắn nhỏ gọn hơn rất nhiều so với tinh trùng vàng, còn chiếc đuôi trên đầu đã trở nên siêu dài. Có vẻ như nó có khả năng thay đổi chiều dài tùy ý và trở thành một chiếc roi có lực quất cực khủng, chỉ đứng sau cú vung roi của phụ huynh khi phát hiện quý tử trốn học đi chơi net. Trong khi các chim lợn khác đang bị ấn tượng bởi ngoại hình của tinh trùng bạch kim thì có vẻ như chỉ có samurai nguyên tử cảm nhận được khí tức cực mạnh thoát ra từ hắn. Có lẽ việc từng dung hợp với thanh nhật kiếm đã giúp ông nhìn được những thứ không phải ai cũng có thể thấy, ví dụ như nhìn xuyên quần áo cánh chị em. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố này, ông biết rằng con quái vật này rất mạnh. Samurai nguyên tử đã thắc mắc rằng tại sao King lại không ra tay ngay lúc hắn đang biến thân. Samurai nguyên tử không phải là người duy nhất thắc mắc về sự khó hiểu này. Đồng đế vẫn đang nấp đằng sau và quan sát. Hào quang bá vương từ King quá dữ dội cộng với mức đường huyết thấp nên cái đầu đầy sỏi của đồng đế vẫn đang tưởng tượng đủ thứ xàm lồng với King. Cũng nên thông cảm cho thằng bé, vì cho dù có là những tấm chiếu cũ đã trải hàng nghìn lần, nhưng trước mặt King họ vẫn chỉ là những tấm chiếu mới mà thôi. Với tất cả niềm tin, thằng cu đã suy luận rằng King cố tình để cho tên quái vật đạt được trạng thái hoàn hảo nhất rồi mới đánh bại hắn, và như thế anh sẽ thi uy được cả những quái vật khác. Với người khác thì đồng đế sẽ cho rằng đó là một quyết định đi vào lòng đất, nhưng nếu là King thì chắc chắn nó là cả một bầu trời kế hoạch. Về phần King, sau 3 chapter liền chỉ đứng nhìn thi uy thì cuối cùng King cũng có động thái đầu tiên. Anh dang rộng hai cánh tay ra như để thực hiện một pha ultimate quét sạch kẻ thù. Cho dù đang bị kẻ thù áp đảo với sức mạnh, nhưng ngay cả những người bi quan nhất cũng sẵn sàng cược sổ đỏ cho chiến thắng của phe ta nếu là King ra tay. Bởi một khi anh đã ra tay thì đảm bảo gạo say ra cám. Như để cổ vũ khích lệ tinh thần, cả đám chim lợn trở nên manh động không thua kém gì dân đông Lào hit drama. Đồng đế và Puri thì không nói, nhưng ngầu như zombie man hay ngạo mạn như samurai nguyên tử cũng đã nhẹ nhẹ tấu hề. Lý do là bởi từ trước đến nay huyền thoại về King đã quá khủng khiếp, nhưng chưa một ai thực sự được nhìn thấy King trực tiếp chiến đấu, và đây là cơ hội nghìn năm có một nên họ càng thêm phấn khích. Tuy nhiên, trái với những gì đàn chim lợn phe ta tưởng mở, mỗi một lời cổ vũ đó như một vết dao siêu thốn cắt xuyên vào tâm hồn của King. Họ đâu có biết rằng thực chất ông thần chuẩn bị thực hiện một nghi thức hành lễ với đám quái vật mà trên mạng hay gọi thô thiển là ăn bạc à. Với hy vọng tinh trùng bạch kim sẽ tha mạng cho anh. Cũng vì mấy cây mồm to như các loa phường nên cả lũ chim lợn bị ăn một quất từ chiếc roi của tinh trùng bạch kim. Có thể thấy nó là một món vũ khí rất khủng khiếp. Zombie Man ở ngay gần đã bị một quất nát người, còn những người khác may mắn hơn khi chỉ bị hất văng đi. Trong đó, Puri đã hứng chọn cú vụt để che chắn cho đồng đế Tatsumaki và Zenos. Đó như là một đòn dọn đường để tinh trùng bạch kim có thể toàn lực chiến đấu với King. Hắn cũng đã sẵn sàng để đối đầu với cái thứ ultimate ảo diệu kia. Và để đáp lễ, hắn nói rằng sẽ lấy mạng King. Cực chẳng đã, vì bây giờ có cầu xin cũng không còn ăn thua nữa rồi. Có lẽ trong đầu anh lúc này chỉ muốn chửi thề. Không ngờ các cục tạ ngàn cân phe ta lại vô tình bóp tái chính mình. Đến nước này, King đã quyết định vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng để thừa nhận với bản thân thiên hạ rằng cái ultimate của anh là thứ vớ vẩn không có thật, hy vọng níu giữ lại được cái mạng giai tân. Quả nhiên, vào thời khắc ngặt nghèo nhất, toàn bộ dàn kỹ năng của anh đều đã được kích hoạt, bao gồm cả kỹ năng tối thượng triệu hồi sư. Nhưng thay vì triệu hồi trùng cuối thì anh lại triệu hồi nhân vật chính. Ở một diễn biến khác cùng thời điểm, lão Bang đang bất tỉnh nhân sự sau khi ăn trọn gió thổi sắt cùn từ Garo. Có thể thấy chấn động từ pha đọ quyền khiến cho mặt đất lún tròn một vết. Nó cho thấy sức mạnh cũng như mức độ ác liệt của cuộc đấu tay đôi. Quốc trưởng nôn mửa bị thu hút bởi tiếng động từ trận chiến và như một con đỉa đói, hắn mò tới la liếm đòi làm thịt ông lão 80 tuổi. Dù rằng thịt người già rất dai mà lại còn ít dưỡng chất tốt cho làn da. Với sự căm giận dâng cao, mặc kệ Garo vẫn đang lảo đảo, hắn quyết định hành quyết ông già ngay và luôn với một cú đấm tan chảy toàn thân. Thế nhưng quy luật anh hùng méo bao giờ chết vẫn là chân lý. Đúng lúc này Garo gào lớn, một phần của lớp mặt nạ đã rơi ra và anh lấy lại được ý thức.
Chỉ trong nháy mắt, với một cú vung chân, anh đâm xuyên người quốc trưởng, lấy mạng hắn trong sự kinh ngạc của lão Bom. Với tốc độ siêu khủng khiếp, anh tiếp tục lao về chiến trường nơi mà quỷ nước và tinh trùng bạch kim đang có mặt. Chỉ với một cú đấm, tinh trùng bạch kim đã bị văng lên trời. Sau đó anh tiếp tục đánh bật toàn bộ tia nước áp lực cao của quỷ nước, rồi lao vào đánh tan xác con quái vật. Và nó trùng hợp đúng lúc Kinh tung ra cú Ultimate quỷ khóc thần sầu. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Kinh chỉ biết há hốc mồm, ngồi thụp xuống, kiểm tra kỹ lại hai bàn tay của mình. Có lẽ anh nhận ra rằng mình đã để hai bàn tay nhúng chàm quá nhiều trong những ngày đầu tháng 12. Cho dù đứng vẫn ao trình như thường lệ, nhưng nhìn cái cách anh chiến thắng trong sự khổ sở, thì có lẽ Kinh cần mang theo rất nhiều thuốc trợ tim mỗi lần quẩy với quái vật. Có điều giá Bitcoin đang trên đà giảm giá không phanh trong suốt mấy ngày hôm nay, báo hiệu thị trường thuốc trợ tim chắc chắn sẽ tăng giá phi mã. Và khung cảnh hoành tá tràng thể hiện toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của Kinh đã có một ánh mắt từ xa chứng kiến. Người vẫn đang trầm trồ về sự bá đạo của anh, đó chính là trẻ trâu trời sắt. Và như thế, huyền thoại cũng như các lời đồn đại về Kinh lại lên một nấc thang mới. Dự là sau ngày hôm ấy, số lượng fan hâm mộ của Kinh sẽ tăng lên hàng đàn, và trong đó có cả các anh hùng máu mặt khác. Ở một vị trí không xa, Garo hạ cánh xuống đất theo đúng kiểu Super Hero Landing. Từ bên trong chiếc mặt nạ tòi ra bộ mặt bằng xương bằng thịt của thợ săn anh hùng. Điều đầu tiên mà Garo nhớ tới khi lấy lại được ý thức chính là người đã nuôi dạy mình. Anh chỉ kịp thốt lên một câu, bố ơi, hề, đùa tí. Rồi ngơ ngác định hình mọi thứ nơi mình đứng. Đúng lúc này, từ trong hố đen của Blast, bộ ba tấu hề đã tái xuất sau gần một năm biến mất. Vẫn bộ mặt ngờ nghệch và bẩn bựa đó, vẫn cặp bông gợi tình mang thương hiệu đầy vẻ bóng bẩy đó, và vẫn vẻ đẹp mang tính triết học của Happy Polar đó, hứa hẹn những màn va chạm đỉnh cao và kèm theo là những pha có bóc cơ hoành ở những chép tiếp theo. Ở phần thứ hai của video, chúng ta sẽ cùng phân tích một vài thông tin của chapter này. Garo đã đập cùng lúc cả ba thảm họa cấp rồng ở ba vị trí cách rất xa nhau chỉ trong 50 ms, cho thấy anh đang sở hữu tốc độ lẫn sức mạnh siêu khủng khiếp. Tuy nhiên, mong rằng đừng anh em nào hỏi liệu có tính toán được tốc độ của Garo hay không, vì nó sẽ cho ra sai số cực lớn. Nhưng mình chắc chắn rằng Garo đã vượt qua rất xa tốc độ âm thanh rồi, vì một anh hùng cấp S như trời sắt lại không thể cảm nhận được bất cứ di chuyển nào từ Garo cả. Tuy rằng Garo đã hạ cả ba quái vật trong trước mắt, nhưng gần như chắc chắn rằng quỷ nước và tinh trùng bạch kim vẫn còn sống. Cú đấm của Garo chỉ làm cho tinh trùng bạch kim bị đánh văng lên bầu trời, còn quỷ nước thì hoàn toàn có thể hồi phục, vì đây không phải là lần đầu tiên nó bị đánh tan xác. Trong diễn biến trước, nó đã bị đen bóng đánh cho mất dạng, nhưng sau đó đã comeback ở chép 198. 100 tế bào dự phòng của tinh trùng đen đã bị trời sắt rã nát, đồng nghĩa với việc tế bào bạch kim chính là tế bào cuối cùng của hắn. Nếu hắn bị đánh bại, đồng nghĩa quái vật tinh trùng đen sẽ mãi mãi ra đi. Trong bản gốc, tinh trùng đen vẫn giữ được mạng sống với một tế bào duy nhất và được anh hói nuôi làm pet. Nhưng với việc cô vợ cả Manaco xuất hiện thì có lẽ vai trò của hắn không còn cần thiết nữa. Chắc chắn rằng sau khi lấy lại được ý thức, Garo đã mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này tương tự khi anh chiến đấu với đen bóng dưới lòng đất. Trong trạng thái vô thức, Garo luôn bị đen bóng áp đảo, nhưng sau khi tỉnh giấc thì mọi thứ đã xoay chuyển 180 độ. Hiện tại, tác giả vẫn chưa đề cập tới sự biến mất của cặp đôi Pickock và Fubuki, còn Psycode thì vẫn đang mất dạng, chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Và theo như mình dự đoán, có khả năng ngoài chiến trường chính thì sẽ diễn ra một màn đối đầu của 6 cái đầu với nhau. Chép 201 là một chapter có diễn biến rất nhanh với màn combat mãn nhãn tới từ Garo. Rất có thể, những chép tiếp theo sẽ là màn combat nảy lửa giữa Garo, Flashy và tinh trùng bạch kim. Nếu thích video này thì hãy để lại cho mình một like. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.